Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thảo luận tại các tổ, hầu hết các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều ủng hộ cao và mong muốn Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp thứ năm này để tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới. Đại biểu Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn toàn đồng tình với dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vị trí vai trò đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị cũng đã có nghị quyết về phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ trao đổi thêm, thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế chính sách đặc thù để phù hợp với vị trí, vai trò của thành phố lớn nhất cả nước về quy mô dân số và quy mô kinh tế. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần những cơ chế chính sách vượt trội để huy động đa dạng các nguồn lực xã hội, tập trung phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để từng bước giải quyết các thách thức trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Ở đây chúng ta thấy nguồn lực đầu tư xã hội thông qua các cái hình thức PPP, BOT, BT, các mô hình TOD hay là các cơ chế giúp cho thành phố Hồ Chí Minh được huy động các nguồn lực thông qua là phát hành trái phiếu, các cái huy động trực tiếp hay là cái cơ chế chính sách để chúng ta xây dựng và phát huy hơn nữa công cụ của hợp ích với tư cách là một kênh dẫn vốn cho đầu tư. Để thì ở đây chúng ta thấy là cái nhóm nguồn lực phải nói là nếu chúng ta làm tốt thì tôi tin rằng là thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm tới sẽ huy động được hàng trăm ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Về phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Vũ Hải Quân cho rằng nghị quyết mới sẽ tạo hành lang pháp lý để thành phố có thể cạnh tranh với các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực. Đại biểu đề xuất quy định thầy cô giáo, nhà khoa học được quyền thành lập các doanh nghiệp khởi nguồn. Thành phố Hồ Chí Minh có thể dùng ngân sách địa phương để đặt hàng các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đây là một cái tiềm lực rất to lớn. Chúng ta có thể chưa đo đếm được cái kết quả nó đâu. Như giáo sư Quân nói, thì chỗ này nếu chúng ta làm tốt, thì đây nó sẽ trở thành một động lực mới của phát triển thành phố và của đất nước. Và tôi cho rằng là cũng chính các đại biểu quốc hội, các chuyên gia đã nhìn thấy cái vai trò này, cái động lực mới này, cho nên đã có sự ủng hộ mạnh mẽ. Đại biểu Phan Văn Mãi nhấn mạnh, khi thành phố tổ chức thực hiện các nhóm cơ chế chính sách thành công, mang lại kết quả sẽ là bài học kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận, nếu Quốc hội thông qua nghị quyết mới thì đây là cơ hội chính trị mới cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vì vậy, đại biểu đề nghị cả hệ thống chính trị của thành phố phải vào cuộc tổ chức triển khai quyết liệt ngay. Tổ chức bộ máy, đó là tinh thần tâm thế, đó là số lượng, đó là các cái điều kiện về phương tiện công cụ để thực hiện. Ủy ban đã giao cho Sở Nội vụ xây dựng một cái đề án nâng cao chất lượng ngành công vụ. Với 6 cái nội dung, tuyển dụng, đào tạo, bố trí, chính sách về thu nhập tăng thêm, chính sách về nhà ở và cái chuyển đổi số nền hành chính. Cùng với cái quá trình triển khai cái kết luận 14, thì kết luận 14 cho đến giờ này đó, thì ủy ban đã có cái chương trình hành động của thành ủy, thì ủy ban đã có kế hoạch rồi. Và từng sở ngành đã đăng ký những cái việc mà mình gọi là dám nghĩ dám làm rồi. Thì vừa rồi thì đã sơ loại ra là có 30 cái đề án. Và đang tập trung triển khai. Có những đề án khi gỡ thì nó sẽ liên quan tới vấn đề thủ tục đất đai, nó sẽ liên quan tới vấn đề nhà ở, liên quan tới thủ tục của doanh nghiệp, thì phải nói rằng rất là phát huy được cái tác dụng. Thì điều này cho thấy rằng là chúng ta có một cái ý thức là bên cạnh cái chuyện là chúng ta đề xuất những cái nội dung cơ chế chính sách, chúng ta phối hợp với các diện trường, với các cái lực lượng chuyên gia, thì chúng ta củng cố cái đội ngũ mà tổ chức thực hiện của mình. Và trong quá trình làm việc thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhắc thành phố Hồ Chí Minh là không chỉ là Hội đồng Nhân dân là chỉ thông qua các cái nghị quyết về đề án kế hoạch, mà phải xây dựng một cái đội ngũ đủ sức thẩm định để thông qua và đủ sức giám sát, còn ủy ban thì phải tổ chức lực lượng để tổ chức thực hiện.